phân loại và nhận biết đâu là axit nè, đâu là bazơ nè, đâu là muối nè và đâu là oxit nè. Được chưa? Thì thứ nhất các bạn nhìn vào, nếu có chữ H đứng đầu, đó đứng đầu, được chưa? Thì mình nghĩ ngay đó là axit trừ đó là H2O. Ok chưa? Tiếp, hàng nào có nhóm OH đứng sau thì mình nghĩ ngay đó là gì ạ? À? Bazơ, đó. Được chưa? Rồi, hàng nào có O đứng sau, được chưa? Có O đứng sau nhưng chỉ có khả năng là hai nguyên tố thôi. Thì đó là oxit. Thì oxit mình ví dụ nè, ví dụ để cho các bạn thấy hai nguyên tố là gì. Ví dụ Na2O, thấy O đứng sau không ạ? À? Và Na đứng đầu không ạ? À? Chỉ có mấy nguyên tố à? Hai nguyên tố. Ok chưa? À? Rồi, oxit thì mình sẽ có hai loại, đó là oxit kim loại hay còn gọi là oxit bazơ. Thì làm sao biết đó là kim loại? Thì natri là kim loại, thì các bạn đọc dãy kim loại lên. Khi nào ba cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Khi nào nè, nào là kim loại nè, được chưa? Tiếp theo, phi kim, oxit phi kim hay còn gọi là oxit axit. Thì làm sao biết phân biệt phi kim? Thì các bạn có thể nhận biết bằng cách là đọc dãy kim loại lên, nếu không có thì nó chính là phi kim. Còn muối là còn lại, được chưa? Rồi mình chốt lại lần nữa nha mọi người, mình chốt lại lần nữa nè, các bạn cố gắng tập trung nè, được chưa? Axit là có H đứng đầu, bazơ thì có nhóm OH đứng sau, oxit thì có, trong đó phải có O và được cấu tạo bởi hai nguyên tố. Thì oxit có hai loại, đó là oxit kim loại hay còn gọi là oxit bazơ, oxit mà phi kim thì người ta gọi là oxit axit. Khi các bạn đã thuộc rồi thì các bạn sẽ nhận biết bằng cách nào? Thì các bạn viết ra nè, viết hết ra CuO nè, SO3 nè, CaOH 2 lần nè, và HNOO3 nè, và BaSOO4. Rồi, thứ nhất mình chốt, ở đây có oxy đứng sau đúng không ạ? Và đây là Cu là kim loại. Làm sao biết kim loại? Đọc dãy kim loại lên. Khi nào cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa đấy mà. Cửa, vậy là đây là oxit kim loại. Hay các bạn có thể gọi đó là oxit bazơ. Và đọc tên như sau. Thì oxit kim loại thì các bạn đọc tên nè. Đọc tên kim loại trước, sau đó cộng oxit. Và kèm nếu có chỉ số, nói nôm na là có nhiều hóa trị, được chưa? Có nhiều hóa trị thì các bạn kèm hóa trị vào. Rồi, vậy đây đọc là gì ạ? À? Động oxit, được chưa? Tiếp tục đây, có O đứng sau nè, các bạn thấy không ạ? À? Và có S đứng trước, thì S không phải là kim loại. Làm sao biết? Đọc dãy kim loại lên, không có nó thì gọi là oxit phi kim hay còn gọi là oxit axit. Thì đọc là sao ạ? À? Thì đối với oxit phi kim, các bạn đọc thì thứ nhất phi kim chỉ số, các bạn nhớ nha, chỉ số cộng tên phi kim cộng chỉ số thêm oxit. Đó, vậy S chỉ có một thì các bạn nhớ lưu hình. Tiếp, hàng oxy này 3 thì các bạn nhớ mono nè, đi nè, chi nè, tetra nè, penta. Mono là 1, đi là 2, chi là 3, tetra là 4 và penta là 5. Vậy 3 là trioxit. Chi là 3. Được chưa? Tiếp tục các bạn nhìn hàng này có nhóm gì ạ? À? Có nhóm OH. Có nhóm OH thì đồng nghĩa có gì ạ? À? Có nhóm OH đứng sau, đó là bazơ. Bazơ thì cách đọc đơn giản, kim loại, đây là canxi. Nhóm OH đọc là gì ạ? À? Hydroxit. Được chưa? Tiếp tục các bạn nhìn vào đây có gì ạ? À? Có H, vậy mình sẽ có H đứng đầu là A
axit nha mọi người. Axit, đây là axit. Và đọc là gì mọi người ơi? Đọc là gì mọi người ơi? Axit này đọc là gì ạ? Axit ni gì ạ? Nitric. Được chưa ạ? Tiếp tục các bạn kiểm tra hàng này xem giúp lỡ coi có H đứng đầu mà không, có OH đứng sau mà, có O được tạo bởi hai nguyên tố mà không, vậy chắc chắn hàng này là muối. Và đọc như thế nào mọi người ơi? Đọc như thế nào? Comment giúp đỡ đi ạ. Đây là gì ạ? Bari gì ạ? Sung gì ạ? Sung phát. Ok mọi người. Ok mà. Ok mọi người ơi, bari sung phát đúng rồi mọi người ơi. Mọi người ơi thấy hay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp đỡ đi mọi người ơi. Khi sau khi giải hóa xong thì mình sẽ qua toán nha mọi người. Sau khi giải hóa xong rồi mình sẽ qua toán nha. Qua toán lớp 8, sau đó mình nếu mà còn thời gian nữa mình sẽ qua toán lớp 9 nha. Các bạn thông cảm một chút xíu. Rồi, tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo. Mọi người ơi, hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp đỡ đi mọi người ơi. Mọi người hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp đỡ để lỡ được được 100.000 follow sớm nhất đi mọi người ơi. 143 bạn ơi, mỗi người chỉ cần một lượt chia sẻ, một lượt like, một lượt thích để cho lỡ được tăng lượt follow đi mọi người ơi. Cố gắng like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp lỡ. Và các bạn có thể yêu quý lỡ thì các bạn có thể tham gia những nền tảng khác với thương hiệu là Thằng Thầy Lỡ nha mọi người. Với thương hiệu là Thằng Thầy Lỡ. Mọi người ơi, các bạn có thể tham gia những nền tảng khác với thương hiệu là Thằng Thầy Lỡ để giúp lỡ được 100.000 follow sớm nhất nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Cũng là bài nhận biết nha mọi người. Bài phân biệt gọi tên các hợp chất sao. Rồi, phân loại nè. Và đọc tên, gọi tên các hợp chất sau đây. Đó là F, E, O nè, được chưa? Đó, SO2 nè, BaOH tất cả hai lần nè, và HCl nè, và CaCO3. Rồi, thì thứ nhất mình chốt ở đây có O đứng sau nè, và được tạo bởi hai nguyên tố, vậy nó là O, oxit. Và Fe là kim loại. Làm sao biết? Các bạn đọc dãy kim loại lên. Khi nào ba cần may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi. Au, đó là sắt, là kim loại. Vậy đây là oxit ba giờ. Được chưa? Nhưng do sắt có hai hóa trị 2 và 3 nên các bạn phải kèm theo hóa trị khi đọc nè. Vậy là sắt 2 oxit. Được chưa? Tiếp tục, đây là có O đứng sau nè, và được tạo bởi hai nguyên tố 1, 2. Vậy đây là oxit gì à? Oxit gì mọi người? Oxit phi kim, hay còn gọi là oxit axit. Bởi vì lưu huỳnh không có nằm trong dãy kim loại. Và các bạn đọc nhớ, oxit axit đọc khác với oxit bazơ, đó là gì à? Tên chỉ số, tên phi kim cộng chỉ số rồi thêm oxit. Vậy là ở đây là lưu huỳnh hai đọc là gì à? Dioxit. 1 là mono, 2 là đi, 3 là tê, 3 là chi, 4 là tê cha, và 5 là bèn ta nha mọi người. Rồi, đây có nhóm gì à? Nhóm O, OH đứng phía sau, gọi là bazơ. Bazơ thì đọc bình thường kim loại là bari hiro oxit. Được chưa? Tiếp tục có H đứng đầu nè mọi người, đó là axit. Axit này đọc sao mà mọi người? Đọc giúp lỡ đi à. Đây là axit clohydric. Đúng không ạ? Axit clohydric. Đó. Tiếp tục, ở đây có H không à? Không, có O được tạo bởi hai nguyên tố mà. Không, có OH không à? Không, vậy đây chính là muối. Và các bạn đọc như thế nào à? Đây đọc là canxi carbonat nha mọi người. Ok mọi người ơi.